Kính thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng cho biết, thời gian qua Trung tâm đã nhận được sự phản ánh từ hành khách, báo đài và các trang mạng xã hội về các hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục trên xe buýt. Tình trạng trên đã gây tâm lý lo sợ cho hành khách đi xe buýt, đặc biệt là nữ hành khách. Hành vi của các đối tượng nêu trên ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho hành khách đi xe buýt. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động xe buýt, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Trung tâm đã đề nghị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM hỗ trợ điều tra, xử lý nghiêm hành vi trên theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Trung tâm sẽ trích xuất camera vào thời điểm xảy ra sự việc để sẵn sàng cung cấp cho cơ quan chức năng, phục vụ công tác xác minh xử lý. Trước thực trạng trên, Trung tâm cũng có văn bản gửi các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng. Theo đó, Trung tâm này đề nghị các doanh nghiệp tổ chức phổ biến tuyên truyền đến từng lái xe, nhân viên phục vụ về kỹ năng cách xử lý khi có đối tượng sàm sỡ quấy rối tình dục trên xe buýt. Bên cạnh đó là quán triệt đến đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ bảo vệ sự an toàn của hành khách khi bị sàm sỡ quấy rối tình dục trên xe. Trong trường hợp cần thiết phối hợp với hành khách, người dân áp dụng biện pháp khống chế đối tượng và giao cho công an địa phương gần nhất xử lý theo thẩm quyền. Song song là bổ sung cẩm nang về cách ứng phó với quấy rối tình dục dành cho lái xe, nhân viên phục vụ, hành khách và người bị hại trên xe buýt vào chương trình tập huấn nghiệp vụ vận tải an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe do doanh nghiệp vận tải tổ chức. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.